Mấy bữa nay mấy bà tám với nhau là học tiếng Đức vừa khó và mắc. Không hề nha mọi người. Tôi chia sẻ cho mấy bà cách học tiếng Đức vừa dễ lại vừa đỡ tốn tiền nè. Đầu tiên, học ngoại ngữ nào cũng cần phải biết phát âm chuẩn trước nha mọi người. Tiếng Đức dễ lắm, có tầm hơn 50 âm thôi à. Còn ít hơn cả tiếng Việt nữa đó. Vậy học các âm đó ở đâu? Lát tôi chỉ nha giờ xem bước tiếp theo là gì ha. Tiếp đến, mấy bà học từ vựng và ngữ pháp cơ bản trước nha. Để đổ được B1 chỉ cần biết khoảng 2.500 từ thôi à. Mỗi ngày mấy bà học cho tôi tầm 5 đến 10 từ là sau 180 ngày là đi thi tiếng Đức được rồi. Biết ngữ pháp cơ bản và biết đặt câu cơ bản rồi thì tìm hiểu thêm chút xíu ngữ pháp và cách viết một đoạn văn nữa là thành công nha. Tôi học theo cách đó và đổ được B2 đó. Để tự học và đi thi được, mấy bà cần các tài liệu sau nha. Sách giáo trình tiếng Đức từ A1 đến B2 của câu lạc bộ tiếng Đức Việt Đức. Sách này hướng dẫn cách học tiếng Đức, các âm tiếng Đức, từ vựng, ngữ pháp, phương pháp luyện nghe, nói, đọc, viết từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo nhiều mẫu câu, bài viết mẫu nữa nha. Nói chung là chỉ cần học tiếng Đức theo cuốn này thôi là đủ rồi. Nếu mấy bà chăm muốn học thêm từ vựng thì mua thêm 3 cuốn từ vựng tiếng Đức kèm mẫu câu từ A1 đến B1 nữa nha. Sách từ vựng này đã liệt kê sẵn danh từ số ít, danh từ số nhiều, giống đực, giống trái, giống trung rồi nha. Động từ thì được liệt kê ở 4 dạng là nguyên thể, hiện tại, quá khứ, hoàn thành luôn. Rất tiện lợi. Ngoài ra còn kèm theo mẫu câu phù hợp với từng trình độ, hỗ trợ cho việc đi thi nữa nha. Có thêm 3 cuốn sách này kèm theo với cuốn giáo trình tiếng Đức kể trên thì coi như là siêu nhân tiếng Đức luôn rồi đó. Các bà cũng có thể mua thêm sách ôn thi 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trình độ B1 để ôn thi cho tự tin nhé. Riêng sách ôn kỹ năng nghe chỉ có phiên bản trực tuyến thôi. Sách hướng dẫn chi tiết định dạng thi cũng như bao gồm nhiều từ vựng mẫu câu bài mẫu phục vụ cho các kỳ thi nữa đó nói chung là đọc xong đi thi khỏi bỡ ngỡ luôn á mà cái này đặc biệt à nha các bà cũng có thể liên hệ trực tiếp với tác giả sách để nhờ hướng dẫn chỉ bảo thêm những điều khi đọc còn chưa hiểu nha cứ như là đi học luôn đó tổng các cuốn sách nêu trên chưa chắc đã bằng lệ phí thi đâu nha các bà cứ thử liên hệ với câu lạc bộ tiếng Đức Việt Đức qua số điện thoại hoặc Zalo. 0904 969 086 Để biết thêm chi tiết nha. Liên hệ luôn Zalo. 0904 969 086 để biết thêm chi tiết nha để nhận được nhiều ưu đãi nha mấy bà